Câu 2. Con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, con gái con năm nay 21 tuổi, đêm nằm hay bị bóng đè và thường mơ thấy quan hệ trai gái với một người đàn ông. Có người bảo con gái con bị vong theo, nếu không nhờ thầy cao tay thì không lấy được chồng. Trường hợp này cũng có khá nhiều xảy ra như vậy. Phật tử này nên gì? Nên đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, và nên gì? Nên bảo con gái cũng tụng kinh Địa Tạng và nhất tâm, và đến pháp hội tụng kinh Địa Tạng hoặc pháp hội Trung Phong. Những ngày nó cháu nó được nghỉ, nếu đang đi học được nghỉ thứ bảy chủ nhật thì bảo lên chùa mà lễ. Nếu ở xa không đến được chùa Khai Nguyên thì đến bất cứ chùa nào mà gì mà lễ thì cũng được, ra chùa mà lễ tụng kinh, mà nhờ làm cái lễ cầu siêu cho gì, cho cái vong linh đấy, cho cái vong linh đấy. Nhưng tất nhiên không phải là chùa nào cũng làm được cái điều đó, mà không phải thầy nào cũng có thể giải quyết được vấn đề đó. Cho nên cũng nói như vậy thì Phật tử này cũng hiểu ý, phải hiểu ý để mà gì? Tìm thầy để mà làm sớm cho con, nó không có để nó như vậy nó khổ, để càng lâu nó càng khổ. Mà cũng không nên đi xem đồng bóng bói toán là gì, nó lại bảo là gì, lại phải ra trình đồng mở phố thế này thế khác, mất tiền mà lại còn gì, còn rước họa vào thân đấy. Tốt nhất là nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và nghe kinh giảng kinh Địa Tạng cả hai mẹ con, và khi tụng kinh Địa Tạng xong thì hồi hướng cho cái vong ấy, khuyên họ đi, và thậm chí là lấy cả cái lực của Phật, của Bồ Tát mà gì mà bắt họ đi nữa. Muốn có duyên với khác thì hẹn nhau ở kiếp khác, không thể kiếp này sống với nhau âm dương, làm những cái việc bại hoại luân thường đạo lý như thế được. Đấy, cho nên đây cái lời khuyên của thầy. Thế hôm nay thời gian đã hết thì chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.